Quang Long Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn năm chậu cát Lobata Vacarus. Và đây là mặt hoa của nó. Đây là một dòng cát mini năm Mỹ, hoa chùm màu tím blue ha các bạn. Cánh thì màu tím blue nhạt, lưỡi thì màu tím blue đậm, rất là đẹp. Và ngày quay hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2021. Và mình có 5 chậu. Mình để theo thứ tự thôi các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 là bắt đầu từ trái điểm qua theo đúng mã số 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Và giá tiền là 350.000 một chậu. Các bạn ưng ý chậu nào các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0908 846 804 kèm theo mã số của cây. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng cây cho các bạn. Đây là cây mã số 1. Cây này đã thuần rồi nên rễ là đang ra, chắc trồng là vỏ thông luôn. Đây là cây mã số 1. Tiếp theo là cây mã số 2. Đây là cây mã số 3. Đây là cây mã số 4. Đây là cây mã số 5. Rồi, tổng cộng có 5 chậu, mã số từ 1 tới 5, từ trái đếm qua 1, 2, 3, 4, 5. Đồng giá là 350.000 một chậu, dùm cát 5 Mỹ, hoa mini chùm, Lobata và Chorus. Các bạn ưng ý chậu nào các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0908 846 804 để đặt hàng các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.